Xin chào anh em nhé. Chắc hẳn anh em đã nghe đến Smart 8 và Smart 7, Smart 9, bẻ khóa và bản quyền từ rất là lâu, và đặc biệt thời gian gần đây, phiên bản Smart V9 là Smart Sui á đã được các pháp sư bẻ khóa thành công. Và nhân tiện ngày hôm qua có một bạn đang trong cái lúc rối ren như thế này, có rất là nhiều anh em đang không biết là phiên bản bẻ khóa và phiên bản active bản quyền nó ra làm sao, thì mình sẽ làm cái clip này để anh em hiểu rõ hơn về cái cách quản lý của Smart và Active Smart bản quyền nhá. Và mình cũng có nói đôi chút về cái việc phiên bản bẻ khóa sẽ làm như thế nào luôn. Rồi, mời anh em nhìn vào màn hình của mình nhá. Đầu tiên á thì mình sẽ, nếu là bản quyền thì điều đầu tiên mình sẽ phải đăng nhập vào web Smart đó. Và trang chủ của Smart, đây là trang chủ của Smart nhé đó. Và trang chủ sự của Smart thì chúng ta sẽ bấm vào mục quản lý cá nhân. Mục quản lý cá nhân thì mình đã đăng nhập và nó nhớ sẵn ở trên này rồi, và để bảo mật cho thông tin thì mình cũng để cái thông tin nó như vậy luôn, và bấm vào chọn xác minh chống robot. Sau khi mình đăng nhập xong, đây là một trong những cái tài khoản Smart V9 của mình, bởi vì nó còn dư một cái cài nữa, cho nên mình sẽ dùng cái bản này để mình cài để giới thiệu cho anh em nhé. Về đây là phần tài khoản này. Tài khoản thì có tên, tên đăng nhập, tên doanh nghiệp và địa chỉ mail. Đó. Và ở đây thì cái account này của mình thì chỉ hiện tại chỉ có hai cái key thôi, một cái key đang active vào ngày mùa 30 tháng 3, còn một key nữa thì chưa active. Thì chúng ta bấm vào cái quản lý license này thì mình sẽ download cái phần mềm của Smart về nhá. Đây lúc nãy mình có download rồi, nhưng mình sẽ download một cái nữa để cho nó các bạn hiểu rõ hơn. Rồi. Thì sau khi mình đã đăng nhập và active thì ID máy rồi tên máy, ngày giờ đăng nhập thì nó sẽ quản lý ở đây, và chúng ta có thể hủy active bất cứ máy nào ở trên web này, nhưng mà với một số điều kiện bảo mật khác, ví dụ như là bạn phải thoát ở trên cái máy cũ rồi bạn mới có thể hủy được ở trên này, hoặc là nếu trong trường hợp mà bạn không hủy được trên máy cũ thì các bạn phải liên hệ với đây, phải liên hệ gửi mail cho nhà cung cấp là đội ngũ support của Smart nhé. Đó, thì đây là mình sẽ gửi, ví dụ nếu mà có vấn đề về máy móc hỏng hay là mất hay gì đó thì mình sẽ phải gửi mail cho đội ngũ kỹ thuật và họ sẽ mail lại để xác thực mình một số cái hội thoại, sau đó họ sẽ thoát cái license của chúng ta ở trên trên web ra, từ đó chúng ta có thể tiếp tục cài lại cái key này ở trên một cái smart khác nhé, ở trên một cái máy khác nhé. Mạng ở đây nó hơi chậm thì mình sẽ tua nhanh qua đoạn này nhé. Đây, mình sẽ mở cái Smart mình vừa đào trước đó đây. Mình cũng đào cách cái thời gian này có một chút thôi. Mình sẽ mở lên nhá và cài đặt nhá. Ở Mac thì chúng ta sẽ kéo cái bản cài đặt vào thư mục Application. Mình đã có cái Smart trước đó rồi, thế nên mình sẽ bấm là thay thế nhá. Thay thế. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ mở phần mềm Smart lên. Mở phần mềm Smart lên á, thì nó sẽ có một cái phiên bản là vĩnh viễn này, một phiên bản là thì thuê đó, đây là thuê nhá, còn đây là vĩnh viễn này, thì chúng ta sẽ chọn vào phiên bản là vĩnh viễn. Đó, phiên bản này là phiên bản sở hữu nhá. Đây là cái màn hình để chúng ta khi chúng ta mới mở phần mềm lên, thì đây là các bạn có thể thấy ngay cái chữ rất là to đây, đây là Smart Active, Smart Online Active
thì đây là để cho chúng ta active online. Khi online tức là máy của chúng ta phải có mạng nhé. Và nếu mà máy của chúng ta không có mạng ấy, thì chúng ta phải active offline. Về cái active offline ấy, thì mình sẽ dùng cái ID của máy mình đây. Mình sẽ copy cái ID đó và lên trên đây. Và lên trên trang chủ. Trên trang chủ sẽ có cái mục để chúng ta active. Đây. Nếu bạn không có internet thì bạn kích vào đây để active offline này. Đó, thì đây là mình sẽ phải dán cái ID vào đây và những cái bước thông tin cơ bản. Sau khi dán những thông tin cơ bản vào sẽ chúng ta sẽ get để lấy cái code active offline. Và sau khi lấy code active offline thì chúng ta sẽ dán vào đây và active thôi. Đó. Còn thì ở cái video này mình sẽ giới thiệu với anh em về cách active online nhé. Thì active online thì chúng ta chỉ việc là copy cái key của chúng ta vào đây. Đó, sau khi copy key xong thì chúng ta ấn next. Ở đây nó sẽ hiển thị account name và password. Account name của mình thì nó sẽ là BOS Music Center nhé. Còn password thì tất nhiên là mình sẽ không nói cho các bạn biết rồi. Và sau khi đã đăng nhập account và sau khi đã đăng nhập account và password thì mình tiếp tục ấn next. Đó. Sau khi ấn next xong thì tự động máy nó sẽ load cho chúng ta cái thông tin là tên của máy là BOSGSC và xin lỗi. Tên của chủ tài khoản là BOSGSC và tên của máy là BOSGSC MacBook Pro. Có email ở đây luôn và có địa chỉ và có license key ở ở đây. Và việc cuối cùng là chúng ta bấm active thôi. Đó. Vậy là thành công nhá. Còn về cái bẻ khóa ấy, thì có thể là do một số cái bảo mật thông tin gì đó khiến cho cái việc các hacker sử dụng những cái phần mềm hay những cái để get những cái code offline active vào. Thì mình cũng về cái vấn đề nó khác hay là không khác thì mình cũng không bàn tới ở đây. Vì những cái đấy thì mình không dùng về cái phiên bản bẻ khóa cho nên là mình cũng không thể nào mà có những cái so sánh để giới thiệu với các bạn được. Vì bản thân mình có smart về bản quyền và mình cũng hy vọng là với cái tinh thần nhân văn một chút thì nếu các bạn nào mà sử dụng cái phần mềm đấy đi kiếm tiền thì mong rằng các bạn cũng nên trả phí cho nhà sản xuất để họ có cái nguồn kinh phí để họ phát triển phần mềm, từ đó chúng ta sẽ được sử dụng những cái phần mềm nó chính xác hơn, tốt hơn ở sau này. Và còn thì cái quyền sử dụng và quyền trả tiền hay không trả tiền đấy là do các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn nhé. Nếu mà có vấn đề gì liên quan đến phần mềm Smart, bản quyền hay là những cái kỹ thuật để sử dụng Smart hay setup hệ thống thì các bạn cứ liên hệ mình nhé. Rồi, xin chào.